Mời các đồng chí cùng mình nấu món cá đông kho khí nha. Khí lót bên dưới, cắt lá nghệ bỏ bên trên. Đây là hành tắm nhổ trong vườn, rửa sạch đất đi rồi là bỏ cà rề, cả ống cà chả rồi bỏ vô nè. Rồi xong bỏ ớt cay thì cắt nhỏ ấy. Còn không mà đừng không muốn cay lắm thì để nguyên quả. Xong ướp gia vị sẽ có muối này, 2 thìa muối, 2 thìa ít tiêu, nước mắm. Nghệ thì đập dập đi để cho hành tàu mau cho đẹp. Có bỏ cả đường thốt nốt bỏ 2 thìa, bỏ dầu ăn, rồi một bát nước nóng, nhớ là nước nóng nha, rồi bỏ rượu để khử tanh, xong bỏ một chút cái ớt bột Hàn Quốc để tạo màu và bỏ 2 thìa bột nêm thực dưỡng. Xong rồi, các ông chỉ bắc nồi lên bếp đun liu riu khoảng tầm từ 30 đến 45 phút để cho cá mềm. Tắt bếp xong rồi ủ như thế, đun lại lần 2 là cá sẽ rất nhừ và ngấm. Mời các đồng chí ăn cùng với mình.